Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cách giải một cái phương trình bậc 2 có chứa tham số M theo đề bài cho trước. Rất đơn giản thôi, nó không có cầu kỳ gì đâu. Các bạn đừng có mà lo lắng trong vấn đề mà cái bài tập có chứa tham số M. Điều đầu tiên của một vấn đề đó chính là các bạn phải thuộc lý thuyết để cho phương trình tìm điểm M, để cho phương trình bậc 2 này có nghiệm kép. Biết rằng phương trình bậc 2 mà có nghiệm kép thì delta của mình phải bằng bằng không, nhớ điều đó. Nghiệm kép thì delta phải bằng không, mà để cho nó delta bằng không thì các bạn phải thuộc trước công thức, đó là b bình trừ 4 lần ac bằng không. Đó, nghiệm kép nếu là cái phương trình bậc 2, nhớ các bạn phải cẩn thận. Các bài tập nào mà có chứa tham số trước cái hàng x bình thì các bạn phải xét trường hợp là m bằng không. Để chi? Tại vì m bằng không á thì có một nghiệm, nhưng mà do cái đề bài này có nghiệm kép nên cái đầu tiên của mình phải nói rằng a của mình phải khác không. Tại sao a phải khác không? A là cái hàng đứng trước hàng x bình nè. Tại sao a phải khác không? Bởi vì chỉ có a khác không thì phương trình mới có nghiệm kép, còn nếu mà a bằng không á thì nó sẽ ra một phương trình một nghiệm. Nghiệm kép là phải có hai nghiệm nó bằng nhau mới gọi là nghiệm kép nha các bạn. Rồi các bạn chỉ cần giải hai cái này ra rồi các bạn sẽ tìm được tham số M. Mình giải cho bạn, mình sẽ làm tương tự nha. Trước tiên là bạn xác định a là mấy. A là M này. B là bằng trừ 2 M trừ 1 này. C là bằng gì? Hệ số tự do là 2 này. Rồi bắt đầu các bạn thấy được không, M trừ 2 M trừ 1 tất cả biên phương này. Trừ cho 4 lần a M nhân 2 bằng 0. Ở các bạn dùng hạn thức khai triển cho nó bằng nhau, nó bắt đầu giải ra. Cái này sẽ ra phương trình bậc 2. Ở tiếp tục bằng giải phương trình bậc 2 ra, các bạn sẽ xác định được giá trị của M như thế nào. Rồi M của mình phải khác không. Ở giải ra thế là xong. Rất đơn giản. Quan trọng là cái bước bạn tính toán rồi cho nó hợp lý, nếu không hợp lý là bạn sai.